Và kính thưa quý khán giả, và bây giờ chúng ta nói đến chuyện xăng dầu. Và khi mà nói đến giá cả xăng dầu, quý vị biết là người dân của California là thê thảm nhất, chỗ giá xăng dầu quá cao luôn, cao nhất tại California. Ở Las Vegas thì thực sự nếu như mà so với California, Las Vegas rẻ hơn tới hơn 1 đồng, nhưng mà ở California quá cao. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay có một số thành viên của đảng Dân Chủ có một kế hoạch để tạm ngưng thuế khí đốt, tức là chúng ta sẽ được giảm khoảng chừng 13 cent cho 1 gallon để mà không phải đóng thuế. Nhưng mà điều này là phải đối mặt với lại sự phản đối rất là mạnh mẽ của lưỡng đảng, cho nên chắc là chúng ta không hy vọng gì. Dù rằng Tổng thống Biden đã đưa ra 5 triệu thùng dầu để mà có thể gọi là giúp cho cái giá xăng dầu giảm, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy là không hề giảm, hoặc là cái sự giảm nó quá nhẹ để mà chúng ta gọi là có thể cảm giác được là giá xăng dầu đang giảm, và chúng ta đang gọi là dễ thở hơn với giá xăng dầu, đúng không quý vị? Và cho nên bây giờ tình hình vẫn đang còn rất căng thẳng với giá xăng dầu, trong khi lần đầu tiên giá xăng dầu của Mỹ đã đụng tới 90 đô la một thùng. Thì bây giờ một kế hoạch của nhóm của các đảng viên của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, nhiều người ở trong số đó phải đối mặt với lại cuộc tái tranh cử của tháng 11 này. Và bây giờ thì họ đang cố gắng để mà thông qua một cái dự luật cho phép rằng là mình sẽ tạm ngưng, không có phải đóng thuế cho khí đốt nữa. Nó khoảng chừng 13 đô la, xin lỗi là 18 cent, 18 cent cho 1 gallon. Kính thưa quý vị, 18 cent cho 1 gallon thì cũng tương đối cao. Thì bây giờ đó là các đảng viên đảng Dân Chủ này gồm có Mark Kelly của tiểu bang Arizona, Marjorie Hutson của tiểu bang New Hampshire, Raphael Warnock của tiểu bang Georgia, cũng như là chúng ta thấy có bà Catherine Cortez của Nevada. Thì bây giờ họ muốn rằng là thông qua được cái dự luật này. Tuy nhiên ngay lập tức khi mà dự luật được đưa ra thì gặp sự phản đối mạnh mẽ của lưỡng đảng. Chơi có lẽ là tại vì họ phải chuẩn bị tái tranh cử, cho nên là muốn làm một cái gì đó hấp dẫn hơn để cho cử tri thấy được rằng họ đang cố gắng để mà quan tâm đến cái đời sống thực tế nhất của những người cử tri là giá xăng dầu. Tuy nhiên điều này chúng ta thấy được là nó vấp phải một sự phản đối quá gay gắt, và cho nên là chúng ta cần phải chờ đợi xem thử liệu rằng giá xăng dầu có cơ hội giảm ở trong những tháng tới hay không. Và điều này là điều mà chúng ta rất là mong mỏi.